quá à. Chúng mình vào quán câu vịt bầu đi. Ok. Dạ cháu ơi, bán cho cháu một miếng dưa hấu à. Dưa của các cháu đây. Dưa ngọt quá, mát quá. Dưa ngọt quá, mát quá. Hay chúng mình mang về trồng đi. Khi nào cây dưa ra quả thì mình tha hồ ăn. Yeah. Cố lên nào heo còi ơi. Cho chúng tớ xin một ít hoa để chơi đồ hàng và trang hoàng trong nhà cho đẹp nhé. Cho chúng tớ đi, cho chúng tớ đi. Miễn là các cậu ấy không xin cả cây, chứ ít hoa thì nhầm nhờ gì phải không kìa nhé. Qua. Ôi, hoa đẹp quá. Vịt bông xinh quá. Qua. Sao cây đã lớn như thế này mà không có quả nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Thế là chẳng còn hy vọng được thỏa thức ăn dưa ngọt nữa. Cô ơi, chúng cháu trồng dưa, mà sao dưa không có ra quả à? Bọn cháu đang gắt hết hoa để chơi. Vậy thấy các bị làm sao không thưa cao? Quả dưa được hình thành từ chính những bông hoa vàng rực rỡ đấy. Hóa ra bọn mình không biết đã trót các hết hoa rồi thì làm sao cây có quả được. Cậu nhìn kìa. Ở đây có một quả dưa này heo còi ơi. Lần trước bọn mình ăn dưa đã để rơi hạt ra đây, thế rồi chúng từ nảy mầm lớn lên thành cây dưa và ra quả. Cũng may mà cây dưa này khi ra hoa đã không bị ai ngắt mất đi. Ôi, quả dưa trời cho này mát ơi là mát, đã còn ngọt liệm nữa chứ.